Đêm ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tại thủ đô La Habana, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đã dự tọa đàm nâng cao vị thế vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. phát biểu tại tọa đàm phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đánh giá cao sáng kiến của hội liên hiệp phụ nữ hai nước tổ chức tọa đàm về nâng cao vị thế vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ hội để phụ nữ hai nước chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tiến bộ, đồng thời đưa ra những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các chủ trương chính sách và sự quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mình trong đổi mới sáng tạo, tiếp cận khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, góp phần cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước thành công. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ công hiến và phát triển mong rằng phụ nữ hai nước sẽ chủ động tích cực và tham gia hiệu quả hơn nữa vào mọi mặt đời sống xã hội phát huy dân chủ phản ánh nguyện vọng của nhân dân và cử tri tham gia đề xuất xây dựng chính sách pháp luật cũng như giám sát việc thực thi và tiếp tục đóng góp xây đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng giữa việt nam và cuba đúng như lời của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định lý tưởng của chúng ta đã hòa quyện vào nhau và trái tim của chúng ta đã đập cùng một nhịp Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba 40.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ hoạt động của hội, nhất là các hoạt động tổ chức đại hội phụ nữ các cấp, cấp năm 2023 tiến tới đại hội phụ nữ toàn quốc năm 2024.